Những hàng cây này không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị mà còn giúp chúng ta điều hòa không khí trong bối cảnh môi trường Sài Gòn đang ô nhiễm vượt mức báo động. Thế nhưng những hàng cây mà phải mất đến hàng trăm năm mới có thể cao lớn được như thế này đã và đang bị chính quyền cộng sản giết hại chỉ trong chốc lát. Giết cây chính là giết sự sống, phá hoại môi trường sống của người và cây. Vì vậy, lý do để phát triển thành phố chỉ là một thứ ngôn ngữ ngụy biện xảo quyệt. Dưới cái che chở của những bóng mát của những cái cây này nên nó cũng có một cái hương phấn, cũng cái một cái cũng có cái gì của mình mà mát rượi. Lúc đó, nóng nực lại đây, ở đây rất mát. Bây giờ những hàng cây này không biết công trình của nhà nước làm như thế nào đã tiễn biệt từ em cây lớn ra đi. Cái này là lịch sử, đúng không? Lịch sử cho con cháu mình sau này, nó bây giờ nó tiễn đi hết rồi, con cháu giờ như thế hệ nhỏ mình nói ở ngày xưa ở đây có cái hàng cây như thế đó, nó đâu giờ nó biết được. Nên bơm đạn thì những hàng cây này nó đâu có nó trúng đạn thiệt, nhưng mà nó đâu có chết. Bây giờ tự nhiên nó chết quang chết đất đó, nhưng người dân thì nói không được, nhưng mà mình nói thì có thể bị chù dập hoặc cái gì đó. Nên mong cấp trên cũng nhìn nhận lại, xem xét cũng chừa lại một số cây ha, đặng cho con cháu cho này nó nhớ. Như vậy có đây cháu giờ tiễn nó đi hết rồi thì cha này chống luôn. Trước đây khi qua đó thì thấy con đường nó đang mát và cảm giác là không, cái đường không bụi bặm nhiều như bây giờ. Thế cảm thấy là chặt cây im, vẻ đẹp không còn nữa, không khí thì bụi bặm ô nhiễm hơn. Đó thì mình nghĩ chúng ta nên xin xét lại và chúng ta nên loại bỏ cái việc đó. Tại vì một cái cây thì mình trồng cho đến lúc từ nhỏ tới lớn thì nó vô cùng rất là khó khăn, và chờ thời gian nó lớn là một lần thời gian dài, còn chặt, việc chặt phá là rất là nhanh, trong vòng mình có thể chặt và lấy máy cưa mình chặt trong vòng khoảng mấy tiếng hoặc là trong một vài giờ mình có thể đốn được cây đó. Nên trong khi các dự án Metro Sài Gòn đang đói vốn, công nhân không nhận được lương, nợ công thì vượt trần, nên dự án triệt hạ cây xanh để xây dựng hầm Thủ Thiêm 2 với số vốn 3.000 tỷ đồng có khả thi không? Hay chỉ là chiêu trò vẽ dự án để vơ vét, tham nhũng khi số tiền để xóa sổ 258 cây này lên tới 7,3 tỷ đồng? Mặt khác, trong 258 cây thì có 143 cây bị chặt, đều là gỗ nhóm 1 tà cừ có tuổi đời hàng trăm năm, đường kính trên 1 mét, vì vậy giá trị của nó lên tới nhiều tỷ đồng. Cái công trình chặt cây mà nó làm như thế, nó làm cũng như nó tàn phá một cái tinh thần của người dân. Người ta bất mãn lắm. Tại vì nhà nước làm, người dân cản đâu có được, đúng không? Thì nhiều khi người dân cũng có đi người ta chụp hình này chụp hình nọ, nhưng rốt cuộc cũng được gì, đúng không? Nên thì mình cũng mong trên cấp chính quyền cao này cũng suy nghĩ lại, cũng chừa được một số cây, đúng không? Cũng làm cách nào né tránh gì đó, cũng cho nó còn một kỷ niệm, một con đường. Con đường này ngày xưa nếu chưa đốn nó rất mát, rất đẹp đấy. Giờ nhìn vậy nè, rồi cắt xong sẽ thấy những cơn gió lùa, nó lùa chịu không nổi đâu. Gió vô có cái độ nào chịu, những cái nóc nhà yếu nó sẽ bung hết. Tại vì đây gần sông mà, sông lớn mà, nếu gió lùa thì bảo đảm nếu mà nó chịu thì mấy cái nhà này cũng chả được cái gì đâu, nó cũng bung kiến. Trời ơi, đốn mấy bữa nay ngồi nhiều cái gió sơ sơ thôi, đây là thấy muốn quải rồi đó. Thật tình đốn hết, nhưng mà như khóa rừng mà gì phòng hộ đó, thấy không hậu quả không? Mưa rồi sụp đổ đất rồi người dân chịu, sạt lở đất đó, rốt cuộc ai gánh? Người dân gánh, mà cứu trợ được cái gì, đúng không? Nên cái đó mà đốn hết cái này bảo đảm là nó sẽ có một cái hậu quả khác nhau. Những con đường cây này đã tồn tại hàng trăm năm nay, gắn bó với nhiều thế hệ người dân. Nó là một phần linh hồn của mảnh đất Sài Gòn, để lại một tình cảm nhất định trong lòng mỗi người.
Vì vậy, hành động phá hoại cây xanh của chính quyền cộng sản chẳng khác nào chà đạp lên tâm tư tình cảm của nhân dân. Chúng tôi tường trình cho đài SBTN tại Sài Gòn.